Quý cô bác và các bạn ơi, đây là những cái tô sâm mà Nikki đã dò và xay bằng máy xay sinh tố. Bây giờ đã đông đặc lại rồi. Ba cái tô bên đây là mình dò bằng tay nè. Còn bên đây là xay bằng máy xay sinh tố ha. Đặt ra thưởng thức. Đó, rất là dai luôn. Nikki có thể cắt rồi mình lấy ra ha. Rất là dai luôn, có thể để lên tay nè. Xin kính chào quý cô bác và các bạn. Hôm nay thì Nikki có được một rổ lá xương sâm tươi. Nikki muốn chia sẻ đến quý cô bác, anh chị em và các bạn về cái cách dò lá xương sâm của Nikki. Nikki đã dò cái lá xương sâm này nhiều lần rồi. Thấy ăn rất là dai, dẻo, mịn. Nikki có ở đây là một cái rổ lá xương sâm tươi khoảng 200g. Làm cái lá xương sâm này thì có thể là mình dò bằng tay hoặc là quay máy sinh tố. Thì trước tiên thì Nikki chia sẻ về cái cách dò bằng tay. Nikki chuẩn bị một cái thau sạch. Giờ Nikki sẽ đổ cái phần lá xương sâm đã rửa sạch vào cái thau sạch này. Với 200g lá xương sâm thì Nikki sẽ cho vào 1 lít nước. Hoặc là mình có thể canh hơi xăm xắp nước cũng được. Hai chai nước suối nhỏ đây. Đó, nước nó xăm xắp cái lá xăm như thế này. Theo như cái kinh nghiệm dò lá xương sâm của Nikki nhiều lần á, thì khi mà nào mà Nikki dò lá xương sâm á, Nikki có để vô khoảng một muỗng canh dầu ăn. Thì trong lúc mình dò lá xăm á, thì sẽ không có nổi bọt lên. Mà cái xương sâm của mình khi mà dò xong á, thì nó cũng rất là dai, mịn, bóng. Giờ Nikki sẽ để khoảng hơn nửa muỗng canh dầu ăn. Rồi, khoảng bao nhiêu đây? Mình sẽ chế vào luôn. Một cái mẹo nho nhỏ tiếp theo nữa Nikki muốn chia sẻ đến mọi người là khi mà mình, nếu mà mình ở nhà mình có cái dây xương sâm á, là mình cắt cái dây xương sâm được á, thì mình rửa sạch cái dây xương sâm gì nè, rồi mình để vào luôn. Tại vì cái lúc mà mình dò lá xương sâm á, là mình dò giống như là mình giặt đồ vậy đó, thì nó có cái dây này á, thì mình sẽ dắt thì nó sẽ thuận lợi hơn cho mình trong lúc mà dò lá xương sâm ha. Rồi, Nikki có hai cái dây cũng rửa sạch rồi, Nikki sẽ để vào luôn. Bây giờ Nikki sẽ bắt đầu dò. Sau khi dò khoảng 10 phút thì bây giờ cái lá xăm của Nikki dò sắp được rồi nè, nó hơi sánh sánh lại xíu rồi đó. Nikki dò khoảng tầm 1 phút nữa ha, thì mình sẽ lượt qua một cái dây ha. Lúc này á nó sắp đặt rồi nên là mình phải dò nhanh tay tí, cái để thôi nó đặt lại á là mình không lượt. Bây giờ Nikki sẽ lượt qua cái dây này, mình nhanh tay một tí. Rồi, cái phần nước nhất đã xong rồi đó. Khi mà có dầu vô thì sẽ không có bọt ha. Bây giờ Nikki sẽ nhanh tay để mình làm tiếp cái lần thứ hai. Rồi bây giờ Nikki cũng nhanh tay để mình dò thêm lần thứ hai. Lần này thì Nikki đổ khoảng hơn nửa chai thôi, nửa chai nước nửa lít á, đổ khoảng hơn nửa chai thôi. Thì tiếp tục nghe Nikki dò nha. Tại vì này là nước thứ hai rồi nên là mình phải dò nhanh, chứ để thôi là nó sẽ đặt lại.
Nước thứ hai này á là Nikki không có để dầu vô nên là nó có tí xíu bọt nè. Thì mình có thể hớt cái bọt này bỏ cũng được. Hoặc là để cũng không sao ha. À, nó có tí bọt ở trên đây. Đó là do không có để dầu. Ô, này là lá sâm Nikki giò lần thứ ba. Hồi nãy định giò hai lần ha. Nhưng mà kiểm tra cái xác lá sâm á, còn cái chất sâm ở trong đó nên là đi kia tiếc quá, dò thêm một lần nữa thì được bao nhiêu đây. Rồi bây giờ đi kia để cho nó đông lại. À, quý cô bác và các bạn ơi, thì hôm nay á, đi kia chia sẻ thêm một cách để tạo ra những cái ly xương sâm cũng rất là dai, mềm mịn và rất là ngon và tiết kiệm thời gian nữa. Đó là mình xay lá xương sâm bằng máy xay sinh tố. Thì với cái cách mà xay lá xương sâm bằng máy xay sinh tố thì tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và không bị mỏi tay khi dò lá xương sâm. Thì tuy nhiên thì dò bằng tay hay là xay sinh tố gì thì nó có ưu điểm và nhược điểm. Quý cô bác và các bạn lựa chọn cách nào mà cho nó phù hợp với mình ha. Bây giờ Nikki sẽ để cái lá xương sâm vào máy xay sinh tố. Trước tiên là Nikki sẽ cắt cái lá xong cho nó nhỏ bớt ha. Cái lượng lá sâm Nikki xay bằng cái máy quay sinh tố này là khoảng 100 g. Vì mình xay bằng tối thì cũng cái lượng vừa phải thôi, không có nhiều quá. Với cái lượng lá sâm là khoảng 100 g thì Nikki sẽ để vào đây nửa lít nước. Thì cũng giống như cái cách dò bằng tay thì Nikki sẽ để vào đây một muỗng cà phê dầu ăn để hạn chế cái bọt nổi lên ha. Vì khi mà mình quay bằng máy xay sinh tố á, thì có thể là có cái lượng bọt khá nhiều. À, Nikki lưu ý là khi mà xay bằng máy xay sinh tố thì nó rất là dễ đập nên là mình sẽ làm nhanh tay. Cũng phải dùng tay dắt cho nó nhanh. Tại vì mình quay bằng máy xay sinh tố thì nó có cái lượng bọt rất là nhiều nên mình cần phải vớt ra. Mình có thể vớt trước hoặc là vớt sau cũng được. Tiếp tục mình quay nước thứ hai thì lần này thì chúng kia đổ khoảng 150 ml nước thôi, cũng cho tí dầu ăn. Rồi, cũng nhanh tay đổ ra. Là khi mà vừa quay xong là phải đổ ra liền. Để nó đặc quá là mình không lược được á. Đây là một cái điều mà Nikki muốn lưu ý đến với cô bác và các bạn khi mà mình xay lá sâm bằng máy xay sinh tố ha. Cố gắng nhanh tay một tí xíu khi mà quay lá sâm bằng máy xay sinh tố. Bây giờ đặt rồi nên là rất là khó xuống mà nó mịn nữa nên là cũng khó có dắt ra đó, nên là Nikki sẽ để vào. Nikki có thể là sẽ xay lại nước thứ ba nhưng mà mình sẽ xay lỏng lỏng để uống thôi. Giờ cái này nó đặt nhanh quá thôi thì tí nữa mình lấy cái bọt ra sau ha. Đó, đây là cái tô xương sâm mà nước thứ ba ha quý cô bác và các bạn.
nhìn cũng còn đặc lắm á. À, quý cô bác và các bạn ơi, đây là những cái tô sâm mà Nikki đã dò và xay bằng máy xay sinh tố. Bây giờ đã đông đặc lại rồi. Ba cái tô bên đây là mình dò bằng tay nè, còn bên đây là xay bằng máy xay sinh tố ha. Thì nhìn tổng quan á, thì có cái hai cái màu sắc khác nhau. Khi mà mình dò bằng tay á, thì có cái màu xanh đậm hơn. Còn xay bằng máy xay sinh tố thì nó có cái màu xanh nó nhạt hơn, và nó có một cái lớp bọt ở trên tí. Do cái lúc mà xay xong á, đổ ra đó, thì Nikki cũng không có vớt bọt kịp, tại vì nó đặc rất là nhanh. Giờ Nikki thấy mấy cái tô sâm á, nó đông đặc lại, rất là dai nè. Mình ấn tay vô thì nó cũng không có bị bể. Đó, xay bằng máy xay sinh tố cũng rất là cứng ha. Nikki cũng đã nấu một cái nồi nước đường lá dứa rồi, với ngâm một ly hạt chia nữa. Giờ Nikki sẽ múc những cái ly sâm này ra ăn là được rồi đó. Rồi bây giờ cắt ra thưởng thức. Đó, rất là dai luôn. Nikki có thể cắt rồi mình lấy ra ha. À, rất là dai luôn, có thể để lên tay nè. Video tới.